Xin chào, chúng ta lại gặp nhau, các bạn khỏe chứ? Tôi hy vọng niềm vui tràn ngập đến các bạn. Nào bắt đầu chúng ta vào chủ đề chính, New, khám phá di tích. Những di tích còn sót còn lại khi thời gian tàn phá vẻ đẹp người xưa đã xây dựng kiến trúc thời đó. Chúng ta chưa khám phá được những gì chúng ta thấy và tận mắt chiêm ngưỡng sắc đẹp hoang sơ mà chúng ta bỏ qua nơi này. Nào chúng ta xem bộ sưu tập ảnh của Mr. Lộc TV. Xin mời các bạn subscribe, ủng hộ kênh chúng tôi. Em khám phá vẻ đẹp hoang sơ làng chài Hải Minh, cảnh thiên nhiên còn hoang sơ, núi non trùng điệp, biển ôm núi, làng chài Hải Minh TP Quy Nhơn, Bình Định còn mang những ẩn tích xưa là trải nghiệm thú vị cho du khách đến khám phá. Quy hoạch làng chài Hải Minh khu vực 9, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định, chỉ 15 phút chúng ta đi đò máy vượt sóng biển, sẽ đặt chân lên làng chài Hải Minh, ngồi trên con đò, một làng chài bình yên nằm phía trước, phía xa trên dãy núi Phương Mai tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo, vị tướng Oai Dũng chỉ tay về hướng biển, nơi đây còn ẩn hiện một nét đẹp kinh xưa bởi những dấu tích xưa còn sót lại như di tích lịch sử núi Tam Tòa, dấu ấn tường lũy xưa, khám phá đầy thú vị ở vùng đất mới mà còn ít người đặt chân đến. Làng chài Hải Minh được chia làm Hải Minh ngoài và Hải Minh trong. Đến Hải Minh, hành trình đầu tiên mà du khách muốn tìm hiểu là thăm tượng đài vị anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo trên đảo. Tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, năm 1228 đến năm 1300, được xây dựng năm 1972, cao trên 30 m. Di tích này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định xếp hạng năm 2007. Từ tượng đài nhìn xuống, làng chài Hải Minh nằm uốn mình theo mép sóng, biển ôm làng. Làng dựa lưng vào núi với sóng nước mênh mông, phóng tầm mắt du khách có cái nhìn bao quát TP Quy Nhơn, ngắm cầu Thị Nại, cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Dưới chân tượng là ngọn hải đăng Phước Mai làm nhiệm vụ dẫn tàu bè vào cảng Quy Nhơn, vượt qua con đường mòn chênh vênh, chinh phục núi đá đen, núi Tam Tòa, tận mắt chứng kiến dấu tích tường lũy xưa với nhiều giá trị lịch sử, văn hóa. Di tích núi Tam Tòa được bộ VSTT công nhận di tích lịch sử vào năm 1988, tuy nhiên, đền thờ Uy Minh Vương có từ thời Chiêm Thành đã mất dấu tích kiến trúc xưa. Làng chài Hải Minh, bạn không chỉ khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, khám vẻ đẹp khi tham quan nơi này. Chúc các bạn khám phá thành công làng chài Hải Minh. Xin chào và hẹn gặp lại. Subscribe, ủng hộ kênh chúng tôi.